Không lẽ anh Vinh tắm trong một dòng sông tới hai lần? Dạ chị ơi, chị chốt không à? Em còn khách đợi chốt lô đất chị ơi. Chị muốn chia bill trà sữa với em. Cuối cùng cũng phải móc hồ bao ra. Rồi, hỏi đi. Ê không, có mùi trà sữa cái khác liền. Em chốt lô gốc trái. Ủa? Tiếp theo sẽ là ai? Em và Trương Thế Vinh. Vô. Anh trai nhớ backup giùm em nha. Ok. Vô. Để anh. Hồi nãy tôi không ăn gian, nhưng mà dạ thì muốn như vậy. Tôi đề nghị với chị cái con người sinh sống như vậy, kéo xuống tới đây, tới tới. Không thể nào một cái được, phải là hai cái thì mới không dưới được. Đúng rồi. Đúng rồi. Cảm ơn anh. Rồi, chấm. Để lấy tôi. Khi nào tôi đưa thì em mới được nhận. Chưa, thưa anh, bắt đầu. Chuẩn bị chưa? Ê, lộn. lộn. Sorry. Mời. Không sao đâu, không có gì đâu. Rồi, nhạc. Văng quá dạ, văng như mặt anh quá. Trời ơi, xe bill trà sữa với em đi. Bên nào cũng la hết á. Về thử lại bên này nha. Không chị làm khán giả cọc quá. La đi cọc quá. Em chốt lô góc bên phải. Chốt lô góc bên phải. Lô này nở hậu nè. Chắc chưa. Em có nghe tiếng la thất thanh từ khán giả không? Chốt. Xuống tay. Không. Xuống tay. Không. Xuống tay. Không. 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 Dạ, dính rồi, dính mặt rồi, dính mặt rồi. Trúng cái mép đầu rồi. Chính xác. Lượt thứ nhất, chính xác. Lượt thứ hai. Bắt đầu. Một dòng sông tới hai lần. Dạ chị ơi, chị chốt không à? Em còn khách đợi chốt lô đất chị ơi. Chị muốn chia bill trà sữa với em. Cuối cùng cũng phải móc hồ bao ra. Rồi, hỏi đi. Ê không, có mùi trà sữa cái khác liền. Em chốt lô gốc trái. Ủa? Không. Đúng nè, ngay đầu. Trốn. Đúng. Trốn mà nó trượt luôn. Hay quá chị dạ ơi. Hay quá. Hai lần chính xác, lần thứ ba. Chắc tôi gây ba lần quá. Với cái độ mạnh của trà sữa tắt ba lần. Quýnh muốn lòng não rồi. Bây giờ nè, bây giờ dễ mà. Trà sữa là nó cũng yếu. Mình đổ qua gà rán hay gì đi nó mạnh lắm. Chịu thêm một cái nữa lát em trả đuổi được mà anh. Ok. Sức em hơn mà anh. Ok. Nha nha. Nè Phát, đưa đi Phát. Nè chị. Ôi lá. Từ từ chứ, từ từ chứ, để anh chỉnh lại con mắt của dạ cái. Trời, không có cái cây gì đâu. Không thấy đâu.
Sao mà thấy được. Rồi chốt đi Vinh. Chân trâu trắng hay chân trâu đường đen? Sức mạnh trà sữa nó ghê gớm thiệt. Thiệt á, đúng là nhắm mắt chơi cũng được mà thiệt. Em muốn thử lại lần nữa. Yếu quá, yếu quá. Yếu. Em chốt. Sợ quá, sợ quá. Chính xác. Trời ơi, còn mất trí nhớ luôn rồi. Mạnh dữ vậy. Mất trí nhớ. Lên đi, lên đi. Anh có muốn xe view không? Không. Không. Trời dạ ơi. Chỉ cần một lần thôi. Đúng rồi. Cái trò chơi này nó có một cái ngộ nghĩnh là vừa rồi dạ là đập trúng 3 lần. Có nghĩa là gì? Là có phần thắng 100% rồi. Vinh bây giờ có trúng 2 lần cũng thua, nhưng mà đối với Vinh 1 lần là đủ. 1 lần là đủ. Bởi vì Vinh đầu tiên mà Vinh cái đầu tiên mà Vinh trúng luôn thì dạ không có cơ hội chơi cả 2 cái còn lại. Bây giờ em còn nhớ là chung bill trà sữa đúng không? Một phát là quên bill luôn nè. Anh một phát một thôi. Em lo quá. Trời ơi. Rồi. Cái này không phải xe bill nữa mà xe cứu thương đâu chị. Em ơi em. Kiểm tra anh Vinh giùm chị con mắt. Em ơi, ngóc đầu lên cưng, ngóc lên. Chưa em chưa mà. Chọn mà. Mình bắt. Yên tâm, Vinh từ đó giờ chưa hề biết chơi ăn gian. Rồi, bấm chấm đi, chấm. Để anh chấm đi. Kiểm tra con mắt cho anh giùm chị. Chấm đi. Để anh chấm cho. Mắt okay anh tốt lắm, 10 trên 10 chị ơi. Rồi, làm bây giờ bắt đầu lựa chọn. Anh Vinh thì không ăn gian rồi. Bây giờ ăn gian. Dạ sẽ lựa chọn ở lại hay ra đi. Nói vậy sao em dám lên? Quay hết cái cây luôn đi anh. Tất cả đều là do mình tự chọn. Quay hết cho. Hết cây nha anh. Đọc hết cây nha. Nhưng mà nhẹ thôi. Sau đây tôi xin hát một đoạn nhạc. Bạn làm bây giờ. Chó trèo thầy. Mấy người nhận bill hay la to chỗ ngược lại lắm. Em chọn bên đây ạ. Chuẩn chưa, chuẩn chưa ạ? Chuẩn. Khoan. Xin hát một bài. Lên xíu mình vô cái cát. Gỡ cái này ra không? Nó cấn đau. Chúng rồi. Ôi ơi. Cảm ơn khán giả nha. Thôi, tất cả là do mình tạo ra mà. Muốn tháo cái gom rồi để thả vô luôn quá. Nếu biết trước có hôm nay thì ngày hôm xưa chẳng xuống xa. Chào mọi người. Ok. Vẫn ổn. Cái thứ hai anh đánh bằng cái mâm nha. Ủa đồng đội kì vậy ta. Bên này đúng là Lan Ngọc với lại Miss Lan là một cặp trời sinh luôn á trời. Miss phản mà anh. Phản đội lắm. Vô nè. Khán giả ơi, đợt này mình đừng có la gì hết. Bên nào cũng im luôn đi. Rồi, đúng rồi. Chấm mũi tiêu đi. Im hết đi. Chấm mũi tiêu. Rồi, Lâm bị già bắt đầu chọn vị trí. Tồn tài hay ra đi. Xin mời. Dì ly trà sữa. Giúp em cái luật ơi, giúp em cái chờ hết chưa. Rồi anh. Full bột chưa. Full rồi cưng. Phán đoán đi. Phán đoán nha. Khán giả ơi. Khán giả, anh đâu có chi view đâu mà khán giả ơi. Khán giả à. Ôi, khán giả quay lưng với anh rồi. Quay lưng với anh sao? Giờ mình làm sao mà để mình nghe được cái gọi là... Bây giờ mình phán đoán, mình phân tích làm sao mà nghe được cái tiếng thở dài của Lâm Vĩ Dạ. Đúng rồi. Cái tiếng run rẩy của một con nai đang núp vào hôn. Tiếng thở gấp. Nhiều khi là sẽ hai chỗ một lần. Thấy chưa? Hai lần một chỗ, hai chỗ một lần. Hai chỗ. Hai lần một chỗ. Hai chỗ một lần. Dạ. Nói gì vậy? Anh muốn xe bill không? À, do nãy bị đánh 3 lần. Xe bill thì khán giả quay lại với anh. Trà sữa quyết định ý thức anh à. Trà sữa quyết định ý thức sao? Dạ. Xe bill. Đánh đi phải không?
đánh đi phải không? Cảm ơn nha. Ok ạ. Ok. Anh nghĩ coi anh không có xe bill thì khán giả chỉ đúng hay không? Đúng em ạ. Đám đông thì anh có khó đoán mà một người thì anh biết là đúng. Hai em tôi rồi, đánh chuẩn chưa ạ? Chuẩn chưa ạ? Nhưng mà tôi nghĩ Vinh nên suy nghĩ lại, bởi vì khán giả đây tinh tế lắm. Anh Giang có vẻ đang cứu giả đúng không? Đang cứu giả đúng không? Trời ơi. Đang cứu giả đúng không? Trời ơi. Trời ơi, đánh rớt cái cùi luôn. Ôi trời ơi. Nãy Giang em tưởng cái đầu. Em tưởng cái đầu chị giả. Cái đầu chị giả đó. Em tưởng cái đầu chị giả. Sao không, có sao không? Đó em, hồi nãy em đánh tôi cũng xúc cái đầu tôi ra vậy nè em. Văng cái não luôn rồi. Có sao không dạ? Không, không bị gì đâu. Ok ok. Như vậy là tôi với Vinh hai lần liên tiếp đã chính xác. Còn một lần nữa tôi năn nỉ Vinh là mình lên từ từ lại, bởi vì xe chưa tới kịp. Cái cây này bằng mút nha mọi người. Mọi người đừng có thấy nó bạo lực chứ thật ra nó bằng mút 100% mút. Mà hồi nãy nó quýnh tôi tới giờ cái đầu tôi còn đau nè. May là mút đó. Cái sau em với lại Brit Phan, anh nghĩ để trái sầu riêng vô đi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Chờ em chị. Cái đó mình đổi tên trò chơi luôn. Đúng là đi. Em chơi cái cây này thôi. Gì? Rồi. Tiếp đi à, còn một lần nữa làm lẹ lẹ giùm em. Đây, đây, vô vừa rồi. Thật ra cái cảm giác mà đập nó không có đau, mà bị sợ. Mà anh biết sao không? Anh là nãy là một phát mà trúng hai con mồi. Con mồi bên kia nhiều chuyện dặn. Anh Giang có vẻ đang cứu, đang cứu giả đúng không? Không. Trời ơi. Rồi, ok, tiếp nào. Rồi, mình bắt. Không, lần này em nghĩ là anh không trúng đâu. Trời lực. Trời lực. Nhạc cũng ác. Chưa, vậy. Chưa, nó hợp xuống lại rồi. Nó vừa lên, nó nghe tiếng nhạc thằng não quá, nó hợp xuống lại rồi. Ngày chị về. Gia đình đã đoàn tụ. Có nhạc chưa? Dạ, nhạc đó. Nhạc, âm nhạc có vẻ ủng hộ mình. Hiểu là dạ thôi xong rồi. Ôi, uế. Cái bạn gì hồi nãy ơi. Bạn bị khán giả triệt tiêu rồi. Không có trà sữa mà. Không có trà sữa mà. Chỉ việc một ly trà sữa thôi sao? Đúng. Đúng luôn hả? Khó nhờ. Phân tích. Phân tích. Không có cơ sở gì phân tích hết. Lần đầu tiên là bên đây. Đúng. Lần thứ hai là bên đây. Đúng. Lần thứ ba không lẽ bên đây. Lần thứ ba không lẽ bên đây. Đúng không? Vậy thì nó đều quá. Bên đây. Bên phải. Chốt. Quá hay rồi Vinh ơi. Ba lần phân tích ghê được ha. Nó phân tích hay được chứ. Cảm giác quá good luôn. Sao biết được mình nói vậy? Đoán đại thôi. Thôi đi về. Về đi, không chơi bời gì nữa, đi về. Hay vậy ta, ba mà ba đều luôn. Huề luôn, cặp đầu tiên huề. Cặp này huề luôn. Còn cặp này chắc chắn thua. Gánh nặng còn lại. Ôi, búa con em tôi đi xa. Cây búa mới. Không, lấy cây búa. Bê búa thì hư rồi, đổi cái búa tạ lên đây. Ý, trời tiên đá lồng nheo với người ta. Trời ơi. Trời ơi, làm như làm duyên để cho người ta tha thứ rồi đó. Nè. Lan Ngọc bắt đầu vào vị trí. Để anh Rít chị tiễn chị một đoạn nha. Trời, Rít là kiểu dân có điều kiện mà chỉ cần nói trà sữa là xong Ngọc rồi. À. Rồi, Lan Ngọc. Nhỏ này láo thiệt kìa. Đáng phải đi.
Wow. Thiên nhiên quá. Cao lên nha, cao lên, cao lên. Rồi. Đánh hụt chắc cười chết đó. Có xe bill không? Xe bill không? Xe bill. Chứ ba nó rẻ lắm. Xe bill. Trà sữa, trà sữa. Im, im. Ủa vậy là khán giả chơi chứ mình đâu có chơi. Thôi. Chốt, chốt. Đừng có mở mắt, đừng có mở mắt. Lần đầu tiên, chính xác. Quê quá. Quê gì? Đáng đời. Để coi có ai tắm hai lần trong một vòng sông hay không. Rẻ rồi, rẻ rồi, rẻ rồi. Rồi, phân tích đi. Ở đây hồi nãy trục xong rồi. Hết rồi. Chắc là bên phải quá. Hỏi khán giả. Ta chia bill mà chịt chịt gì? Chia bill mà khán giả ơi. Khán giả chê rồi. Viết. Dạ. Tinh tế lên em. Tinh tế nha. Em nghĩ. Bớt đi, bớt đi. Chốt à. Không chắc đâu em. Dạ. Hãy nghe anh, không chắc đâu. Yeah. Hãy nghe anh, không chắc đâu. Chính xác. Đây không phải là kẻ thù của con. Kẻ thù con chính là... Tinh tế lên à. Hai lần chính xác, lần thứ ba. Để coi có tắm ba lần trong một vòng sông hay không. Anh chơi pizza. Lên đi. Hồi nãy anh Lực mới vừa nói gì? Tôi nói là Ngọc rất là chung thủy. Tắm là tắm một lần thôi. Đây đúng không bà? Em thấy thái độ khán giả chưa? Đó. Dở cao lên. Chốt chưa? Chốt. Lô qua nào? Bên phải anh em. Anh Lực nói gì? Nam tả thì nữ như thế nào? Anh Lực nói gì? Chắc chưa? Ủa hai bên như nhau mà. Bên này lớn hơn xíu anh. À. Em không tin tôi. Bình an nha cô bé. Chào em. Chính xác. Bay về trời hả? Bay về trời. Đi rồi, đi rồi. Bay rồi. Bay về trời. Ủa cái nào? Về em. Về em ơi. Thua ở đâu thì đứng lên ở đó. Chết mất rồi. Ba lần chính xác. Red Phan. Bây giờ là lượt của Lan Ngọc. Red Phan. Red Phan. Vô. Cho em xin cái bột màu đen ơi. Để anh làm cho. Em cực khổ cũng đã nhiều. Tập hả? Tập nữa hả? Để nó lao đặt hả? Nè, trước khi làm á, anh có một ít vô trong cái lỗ này. Em chọn bên nào cái em thổi vô cái lỗ đó. Rồi. Thổi chứ đừng có hút vô nha. Hút vô cái thì em bị sặc nha. Rồi. Chris Vang. Đối tượng đang di chuyển liên tục. Chưa có âm nhạc. Chưa có âm nhạc. Đợi âm nhạc lên hãy tính. Đối tượng đã dừng lại.
đối tượng đã dừng lại ngay chỗ Bình Hưng Hòa. Bình Hưng Hòa chấn thương sọ não với chị riết. Đối tượng di chuyển, đối tượng di chuyển, đối tượng dừng lại. Wow, âm nhạc đã trỗi dậy. Anh dựng cái cây lên hả? Có khi nào anh Giang nhắc nhẹ em? Ủa? Wow, mình là khán giả thôi mình chị. Coi chừng chị bị lừa đấy. Wow, dung đất hồi nãy là đã hết rồi. Nhìn qua bên đây. Nói chứ thôi, em chọn bên này, em chọn bên này. Làm gì có chuyện đó, bên này chứ. Em chốt bên này. Sao cho em thổi cái nãy anh Luật cho em thổi. Ok ok. Hết rồi, bột đổ hết rồi. Chà 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 chà. 1, 2, 3. Chưa đầu rím, chưa đầu rím. Ê tức quá. 1, 2. Chính xác. Ủa nhưng mà không trúng vô cái đầu hả? Ngay đầu luôn. Trúng. Sao nhẹ vậy ta? Không phải đâu, em quýnh mạnh em tưởng là cái gỗ đó. Em quýnh mạnh tới độ mà em tưởng cái đầu ta là cái gỗ luôn á. Rồi xong. Đã có búa rồi. Để đó thôi. Dân bảo kiếm. Bảo kiếm đã về tới nơi rồi. Thượng phương bảo kiếm đã về tới nơi rồi. Rồi. Giống cặp nước Olympic chạy ghê luôn á. Đúng là kẻ tổn thương thích làm tổn thương người khác. Quang ơi, quang cho con lắm. Quang cho con lắm. Cái đau. Vừa lắm. Nên đại nhân ơi, quang cho con lắm. Thập diện mai phục. Bốn đề là địch. Ủa sao nghe sồn sạc như vậy? Sợ à? Em sợ chị hả? Không, em sợ chị á. Về đây. Riz, chị không có cần chi biêu mà chị vẫn phát hiện được em ở đâu. Vậy thì thôi, em xin phép chốt. Chốt. 2, 3. Chính xác. Chính xác. Nhập viện. Đối tượng đã nhập viện rồi. 2 lần chính xác. Còn 1 lần nữa. Từ nãy giờ là 2 đội huề nhau luôn á ha. Hơi hết. Nếu lần này chính xác là huề. Ê nói nghe nè. Sao mặt như tô một không vậy? Như mới trong mỏ than chui ra vậy. Bây giờ cái lượt này em xe bill cho anh. Ba anh em mình hùng vô xe 1 lần. Nhưng mà vậy nó lại huề. Tôi muốn huề chứ bạn đâu muốn thua. Bạn thua cái này. Rồi rồi. Ok, chơi đi. Dán này khán giả chơi đàng hoàng đem ngửa mặt lên luôn. Rồi, hồi nãy ông chơi đàng hoàng với tôi. Khán giả bây giờ chơi đàng hoàng rồi, giờ để tụi anh làm khán giả. Bây giờ. Bây giờ riêng lượt này mà khán giả không đàng hoàng là tôi lấy cái mầm đó tôi để xuống dưới đây hết. Rồi ok ok thôi chơi. Để coi tài năng của Lan Ngọc này. Lan Ngọc dữ lắm á, tâm lý dữ lắm. Lan Ngọc vừa nói 2-3 câu là biết vị trí liền à. Anh em chi bớt ra giấu lời dùm. Đúng rồi, giấu gì đâu. Ta chưa chốt anh chỉnh chỉnh cái búa chi. Không phải, anh đẩy lên sợ đụng đầu rít. Đó là ta biết rồi. Rồi, lên. Này, tên nô lệ kia. Hãy chọn đi. Vẫn chưa chọn xong. Nhìn như mới vừa chui ống khói ở nhà ra. Sợ quá. Ồ, thì ta đi là ông già Noel ư. Ông là ông già Noel này. Ông bớt hoài là ta đánh ông bây giờ. Thật là ngốc hết.
Trời ơi, khiêu khích đối phương nữa. Thôi tôi đứng xa rồi, mất công tôi chỉnh nó tôi ra giấu nữa. Để coi tài năng Lan Ngọc nha mọi người nha. Dữ lắm á. Rồi chốt. Cấp cứu à. Cao lên Ngọc nha, để mất công lỡ đụng người ta. Lỡ đụng người ta thì ra đụng người ta. Đúng rồi. Làm gì thì làm. Cô bé vẫn còn vờn con mồi. Không, tôi nói thiệt công mà phá đám nãy giờ là ông anh Thanh á. Tại vì khi mình là dân đóng kịch, đóng phim phải không? Khi một nhân vật nó xuất hiện là sẽ có âm nhạc hỗ trợ. Mà ổng đẩy vô cái là bên này là bên thuộc địa của em. Bên này là thuộc địa của em đúng không? Ba lần rồi. Sợ quá à. Nói chuyện mình sợ quá à. Em chốt bên này. Uy tín nhà bên đèo phải ngửa mặt lên. Ngửa mặt lên trời giết phạt. Vị trí đang đẹp. Vị trí đang đẹp. Cảm ơn anh MC một lần nữa. Đen thôi. Nguyên cái mặt luôn hỏi chúng không? Đúng không? Như vậy là quê trò chơi này ở vòng này hai đội hòa nhau. Chúng ta còn một trò chơi nữa để quyết định đội nào chiến thắng chung cuộc. Xin mời. Rồi vậy trời. Căng thẳng vậy? Vui mà.